Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Winnie 70 độ siêu đẹp, nổ bật hơn cả cách tầng hầm nghệ thuật Gravity. Phá bỏ bộ áo nguyên thủy, các chiếc Winnie 70 bên dưới đây được chủ xe khoác lên một bộ áo cánh hoàn toàn mới, rất ấn tượng. Điểm nhấn chính là một cái tông màu xanh đầy dịu mắt, kết hợp cùng một cái dàn chân vàng đồng, nâng cao cái độ thể thao cho cái bản đồ này. Cái tông màu sơn mà mình đã nhắc đến rất nhiều trên cái phần mô tả ở trên. Ngoài ra chủ nhân còn minh lại một cái phần đờ mi trước bằng cái đề can cam, tạo một cái điểm nhấn ấn tượng cho chiếc xe. Lắp thêm cái đồng CV giữa để làm nơi cái chứa những vật dụng cá nhân do xe không có hề kết cấu với yên. Dàn chân được tô điểm một loạt món đồ chơi thương hiệu của Race Boy. Điển hình là cái mâm 6 cây được tung ra thị trường để phục vụ cho những cái bạn chơi winner với hai tông màu đen và vàng đồng. Các bạn dễ dàng lựa chọn hợp với cái màu xe của mình. Ngoài ra còn thêm một cái cặp đĩa của Race Boy cùng với có size và vị trí ốc lỗ bằng với cái mâm winner. Anh em chỉ việc thay vào không cần phải chế cháo bất kỳ chi tiết nào dù là nhỏ nhất. Hai thở duy nhất của chiếc xe được thay thế bằng cái dòng bô độ phủ lên bên ngoài bằng cái đĩa titan, cho ngoại hình là đẹp mắt hơn, nhỏ gọn hơn so với ống xả xin. Tuy nhiên vì bô có cấu tạo là khác nên lắp vào xe ta phải canh chỉnh bên là EQ, coi lệ xăng gió và một vài chi tiết khác để xe vận hành là không bị hộp hơi. Trang bị cái vỏ là Michelin Slip Pro được thiết kế dụng hàng ngày, chống đinh lực cực cao nhờ vào công nghệ chống đâm thủng với cái ba lớp cao su ở bên trong được tăng cường. Với cấu tạo gai vỏ đặc biệt cho khả năng bám đường tối ưu ngay cả đi trong đô thị hay trên những cái con đường trượt. Honda LS 105, độ hệ thống phanh khiến người xem phải điên đảo. Honda LS 105, một trong những hung thần tốc độ với động cơ 2 thì, thuộc phân khúc là 125cc, tuy không mạnh mẽ để cạnh tranh với những dòng 2 thì khác như Honda LS-A 110 hay cái chiếc Yamaha TZE 110, nhưng con chiến mã này lại mang một thiết kế đầy ấn tượng với những đặc trưng riêng. Cho đến thời điểm hiện tại thì những bản độ của mẫu xe này không được phục dựng ở khá nhiều, và dẫn chứng là cái chiếc xe bên dưới đây được độ kiển lại cũng rất đẹp. Xem qua tổng thể thì con chiến mã khoác trên mình một bộ áo với gam màu nó bật, với nhiều màu sắc được phối màu hài hòa với nhau, thì kèm đó những món đồ chơi kiện có mức giá cực cao, được cắt lên xe một cách hợp lý, tăng thêm hiệu năng hoạt động tiến xe cưng. Mâm đúc nguyên thủy được thay thế bằng bánh cầm với cái niềng nhôm ống ánh cái gam màu vàng. Việc chơi bánh cầm sẽ giúp cho trọng lượng em ấy giảm đi đáng kể, xe đốc nhanh hơn. Hệ thống phanh cũng được nâng cấp mạnh với hệ thống Rainbow 2 miếng xứng logo lớn, qua cái sự hỗ trợ phát Dominci gia công từ máy cho được chính xác cao hơn, đi kèm đó là dầu S. Dù có tuổi đời rất cao nhưng khi độ lại thì hết tất cả những chi tiết đều được làm mới lại, để kể cả lốp máy. Và góc này thêm cái ben đạp của Rambo giúp cho việc rà thắng trở nên ổn định hơn khi xử lý. Phần yên được tạo hình độc đáo, có cạnh thẩm mỹ cao, tất nhiên nó cũng có cái độ im ái định. Hệ thống quan sau được nâng cấp tương tự bánh lái trước, với heo của Rambo hai bên đá xứng logo lớn đi kèm phát như Messi. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, đừng trực tiếp nhớ like, subscribe.